Chào Kem, Kem làm đề này nhé. Kem làm câu 40. Đúng một nghiệm nhỏ hơn 20 à? Thì kem quy đồng khử mẫu nhỉ. Đấy, quy đồng lên. Rồi là cái mờ bình này kem cho ra ngoài căn này. Điều kiện. Đấy, kem cho điều kiện. X cộng m thì phải à? Lớn không này. X cộng 2m thì được bằng 0. Rồi. Bây giờ sẽ có đấy, phương trình sẽ tương đương nhân lên thì sẽ được là x cộng m này trừ trị tuyệt đối của m căn x cộng 2m nhân x cộng m. Đấy. Rồi. Thì đi giờ để bỏ bỏ trị tuyệt đối thì các em phải chia trường hợp nhé. Chia trường hợp. Đấy, trường hợp m lớn bằng 0 này. Đấy thì phương trình sẽ tương đương thì hết m bình phương 2 vế lên. X bình bằng x bình cộng 3mx cộng 2m bình. Cái này sẽ tương đương x bằng trừ 2m phần 3. Đấy, trừ 2m phần 3. Đấy, và khi bình phương này đấy cái đây cái này là đây trường này hết m đấy, m lớn hơn hoặc bằng 0 thì hết m đúng không? Hết m. Đấy, m trừ m. Đấy, chỉ còn x. Thế thì x bằng căn này thì x phải lớn bằng 0 nhỉ. Đấy. Thì đến đây. Đấy, đến đây thì lại lại phải lớn bằng 0 này. Đấy, lớn bằng 0. Thế thì tương đương với m phải bé hơn bằng 0, đúng không? Bé hơn bằng 0 mà đây lớn bằng 0. À, thế thì suy ra m phải bằng 0, đúng nhỉ? Đấy, m phải bằng 0. Đấy, cái này. À, đây là suy ra. À, tương đương rồi. Đấy, suy ra. Đấy, suy ra x bằng bằng m bằng 0, đúng không? X bằng m bằng 0 thì không thỏa mãn điều kiện, đúng nhỉ? Đấy. Không thỏa mãn.
Đấy, không thỏa mãn điều kiện. Ừ. Đấy, nên là kem chuyển. Trường hợp M bén 0. Đấy, M bén 0 thì phá trị tuyệt đối thì kem phải đổi dấu, đúng không? Ừ. Đổi dấu. Thì sẽ được là đấy. X cộng 2M. Ừ. Đấy, x cộng 2M. Đấy, bình phương lên. Đấy, lớn bằng 0 đây rồi đúng không? Ừ. Thì x cộng 2M. Đấy, suy ra. Đấy, suy ra. Đấy, trên này. Đấy, x cộng 2m này. Đấy, đặt lập nhân tử chung luôn nhá. Đấy, x cộng 2m. Ừ, thì sẽ còn là x cộng 2m và trừ x trừ m đúng không? Đấy, trừ x trừ m. Ừ. Đấy, bằng 0. Thế thì cái ngoặc tròn này là đấy, x trừ x hết rồi. Đấy, chỉ còn m đúng không? Chỉ còn m. Đấy, mà m lại nhỏ hơn 0 rồi. Ừ, thế thì chỉ có trường hợp là ngoặc tròn này bằng 0 đúng nhỉ? Đấy, cái ngoặc tròn này bằng 0. Đấy, cho nên là cái này sẽ đấy, x bằng trừ 2m. Ừ. Đấy, trừ 2m phải bé hơn 20. Đấy, bé hơn 20. Bé hơn 20 tương đương với m bé hơn 10 đúng không? Ừ. Âm 10 lớn hơn. Đấy, m phải lớn hơn âm 10. Đấy, chia cho âm 2. Chia cho âm 2 thì ra âm 10 này, đổi dấu này, thành lớn hơn này. Đấy, thế thì suy ra nhỏ hơn 0 này, lại lớn hơn âm 10 này. Thế thì là bắt đầu từ âm 9 nhỉ. Trừ 9 bé hơn hoặc bằng m. Bé hơn hoặc bằng âm 1. Ừ. Thế thì có 9 giá trị đúng không? 9 giá trị nguyên. Bao nhiêu giá trị nguyên? Rồi. Ừ. Đấy thì m kẹp giữa âm 9 và âm 1 này thì đấy, phương trình chỉ có một nghiệm x bằng trừ 2m đúng không nhỉ? Đấy, x bằng trừ 2m. Đấy, thỏa mãn nhỏ hơn 20. Đấy thì các em có là 9 giá trị đúng không? Đấy, thì đây. Các em có C nhé. Đấy, C. Ừ. Các em chuyển. Lại à, giá trị nguyên của M tiếp này. Ừ. 6 nghiệm thực phân biệt. 6 nghiệm thực. 6 nghiệm thì cái phương trình trị tuyệt đối này thì các em hiểu là ấy có bao nhiêu nghiệm dương nhỉ? Thì có bấy nhiêu nghiệm âm đúng không? Đấy. Đấy, các em nhớ rằng là gì? Số nghiệm âm và số nghiệm dương nó bằng nhau, được chưa? Đấy. 43 này. Đấy, phương trình đấy, phương trình có nghiệm là x0 nhỉ. Đấy, phương trình có nghiệm x0. Đấy, thì suy ra đấy, trừ x0 cũng là nghiệm. Ừ.
cũng là nghiệm. Ừ, thế thì suy ra bây giờ các em chỉ cần là tìm nó điều kiện để nó có ba nghiệm dương đúng không? Đấy, ba nghiệm dương thì suy ra sẽ có sáu nghiệm nhỉ. Đấy, sáu nghiệm. Ừ. Đấy, suy ra đấy, phương trình có ba nghiệm, ba nghiệm dương, ba nghiệm dương. Ừ, rồi giờ các em có thể đấy, đặt V bằng đấy, bằng F chia tuyệt đối X đi. Đấy, thì phương trình sẽ tương đương đấy, phương trình sẽ tương đương V bình cái này có M này. Đấy, có hai hai cái có M thì các em chuyển sang bên về phải. Đấy, còn không có M thì để yên về trái nhá. Đấy. Đấy, xem nó thế nào nào. Đấy, V bình này, đây là cộng 6V này. Đấy, cộng 6V. Cộng 6V cộng 5. Đấy, sẽ bằng cái này là MV MV cộng M. Tí thì sẽ bằng M nhân V cộng 1. V cộng 1. Cái này bằng 0 thì V bằng trừ 1 đúng không? Trừ 1 thế thì các em thấy là trừ 1 nó cũng là làm cho V trái bằng 0 này, đúng nhỉ? À, thì suy ra cái phương trình này nó có một nghiệm V bằng trừ 1 đúng không? Đấy. Đấy, thế cho nên là các em sẽ có nó sẽ tương đương sẽ là V cộng 1. Đấy, V cộng 1 nhân với cả đấy. Cái này là V cộng 1 nhân V cộng 5 này đúng không? Đấy, 1 nhân 5 sẽ bằng 5 này. Ừ, thế thì sẽ là V cộng 5 với trừ M đấy, bằng 0. Đấy, cái này thì tương đương V bằng trừ 1. Ừ, V bằng trừ 1 và V bằng M trừ 5. Ừ. V bằng trừ 1. V bằng trừ 1. Cái này bằng trừ 1 đúng không? Ừ. Đấy, bằng trừ 1. Đấy, các em có đấy, có bảng biến thiên đi. Các em sẽ có bảng biến thiên cho V nhá. Đấy, có bảng biến thiên cho V này. Ừ. X này. Đấy, x từ 0 này. Đấy, set x lớn hơn 0. Ừ, có ba nghiệm x dương là ok đúng không nhỉ? Đấy, ba nghiệm x dương. Đấy. Thế thì cái này min ấy, 2x trừ 4 đúng không? Đấy, 2x trừ 4 thì 2x trừ 4 bằng 0 thì x bằng 2 đúng không? Ừ. Đấy, x bằng 2. 2 đấy, dương vô cùng. Ừ. Đấy, x bằng 2 thì 8 âm 1 đúng nhỉ? Đấy, âm 1. Âm 1 đây, min. 0 thì bằng 3. Đấy, 3. Dương vô cùng. Ừ. Đấy, về xuống lên. Ừ. Thế thì V bằng âm 1. Đấy, V bằng âm 1 này thì x bằng 2 đúng không? Ừ.
Đại dương rồi. Thế còn là để cái V bằng M trừ 5 này, cái V bằng M trừ 5 mà có hai hai nghiệm, hai nghiệm x dương đúng không? Đấy, hai nghiệm x dương. Đấy, thì phải lớn hơn trừ 1 và nhỏ hơn 3, đúng nhỉ? Đấy, nhỏ hơn 3. Ừ, thì cái này sẽ có hai nghiệm. Đấy, hai nghiệm x dương. Đấy, cái này sẽ thuộc, đấy, sẽ thuộc khoảng, đấy, trừ 1, 3. Đấy. Ừ. Đấy, thế thì sẽ tương đương đấy, trừ 1 bé hơn m trừ 5 bé hơn 3. Đấy. 4. Đấy. 8. Ừ, thế thì có m bằng 5 6 7 nhé. Yeah. Ba giá trị đúng không? Ba giá trị. Đấy, 3 thì đây đúng không? Đấy, B. Ừ. Đấy, B. Ừ. 5 6 7. Đấy, kem chuyển. Phương trình có nghiệm. Ừ, tập hợp. Tập hợp mà giá trị của M. Phương trình. Ừ, cái phương trình này nó có hai căn. Nó có hai căn thì có khi đặt một căn bằng biến mới nhỉ. Đấy, cho nó bớt căn đi, đúng không? Đấy. Đấy, kem trước hết là điều kiện này. Điều kiện là phải kẹp giữa trừ 3 này. Đấy, trừ 3. Đấy, thế thì à. Đấy, đặt V bằng căn x cộng 3 này. Thế thì sẽ là 0 và 2 đúng không? Ừ. Thế 1 vào đây được 2. Thế thì lúc này phương trình đấy, phương trình sẽ tương đương có khi là có m thì để lại vế trái, còn không có m có khi chuyển sang vế phải nhá. Đấy, chuyển. Đấy, chuyển xong là rút ra m bằng đấy nhỉ. Đấy, rút ra m bằng. Ừ. Đấy, thế thì m sẽ nhân mở ngoặc này. Đấy, m nhân mở ngoặc. Ừ, v này. Đấy, đây là đấy, 1 trừ x. Ừ. Đấy. Rồi, x sẽ bằng v bình trừ 3 đúng không? Ừ. X bằng v bình trừ 3. X bằng v bình trừ 3. Rồi, v bình trừ 3. Ừ, thế thì cái căn này đấy, trừ 3 thành 4 trừ v bình đúng không? Ừ. Đấy, cộng cộng 2 nhân căn đấy, 4 trừ v bình. Ừ.
cộng 2 căn 4 trừ với bình, còn đây là 1 nhé. Đấy, cộng 1 bằng kia là 2v. Đây là căn 4 trừ với bình. 4 trừ với bình. Căn 4 trừ với bình này. Với cả 1 đây đúng không? Cộng 1. Đấy, cộng 1. Thế giờ sẽ rút ra m bằng nhé. Đấy. Thì cái này là nó, cái này nó dương rồi. Đấy, cái này dương cho nên là chia, chia hai vế cho cái ngoặc tròn này đúng không? Đấy. Đấy, không cần điều kiện nữa, được nhỉ? Đấy. Cho nên là rút ra m sẽ bằng, đấy, cái này chia ngoặc tròn này. Đấy, sẽ được 2v cộng căn 4 trừ v bình này. Đấy, cộng 1 này. Chia v cộng 2 4 trừ v bình cộng 1. Đây, m bằng. Thế thì nhóm đi. Đấy, để trục bớt cái v ở trên tử đi nhỉ. Đấy, trục bớt đi. Đấy, cái này là 2 nhân với cái mẫu này. 2 nhân mẫu này thì nó sẽ được 2 này. 2 nhân với cái này là được 4 căn đúng không? Đấy, 4 căn, mà đây có 1 căn thì phải trừ đi 3 căn đúng không nhỉ? Đấy, 3 căn. 3 căn 4 trừ v bình. Đấy, 2 nhân 1 bằng 2 mà đây có 1 này. Thế thì phải trừ 1. Đây trừ rồi thì đây là cộng 1. Đấy. 4. Đấy, 4 trừ v bình cộng 1. Đấy, cái này đặt bằng, đấy, bằng HV nhỉ. Đấy, HV. Đấy, đặt cái phân thức này bằng HV để đi khảo sát đúng không? Đấy, khảo sát. Đấy, giờ các em khảo sát HV này. Đấy, giờ đạo hàm này. Đấy, đạo hàm tử. Đạo hàm tử thì sẽ ra là 6v trừ trừ 6v chia 2 còn trừ 3v trừ 3v đấy, trừ 3v nhân mẫu đúng không? Nhân mẫu v cộng 2 căn 4 trừ v bình. Đấy, cộng 1. Đấy, đạo hàm tử. Đạo hàm tử trên mẫu. À, đạo hàm tử nhân mẫu. Đạo hàm tử thì nó ra trừ 3v trên căn đúng không? Đấy, căn 4 trừ trừ v bình. Đấy, đạo hàm tử nhân mẫu đây. Đấy, trừ đạo hàm mẫu này. Đấy, trừ. Đấy, đạo hàm mẫu thì đạo hàm mẫu thì sẽ được 1 này. Còn cái này thì sẽ được 2 2v trên trên căn đúng không? Đấy, trừ 2v. Đấy, 2v trên căn. Đấy, căn 4 trừ v bình. Một 2v trên căn. Rồi, 2v trên căn. Đấy, đạo hàm mẫu nhân tử đúng không? Đấy, nhân tử nhân với cái này. Đấy, nhân với 3 căn. Đấy, 4 trừ v bình. Cộng 1. Đấy, đạo hàm mẫu nhân tử đây. Tất cả chia
chia mẫu bình. Đấy, chia cái mẫu này bình. Mẫu mẫu bình. H phẩy. Đấy, H phẩy. Đấy, H phẩy bằng bằng cái này. Đấy. Thế bây giờ sẽ quy đồng và phá góc tròn, được chưa nhỉ? Đấy, phá góc tròn cho hai cái tích này. Thế thì ở đây thì sẽ được trừ 3v bình này. Phá góc tròn cái này là, thế thì phải đẩy đẩy dịch sát ra đây nhá. Đấy, trừ 3v bình viết sát sang bên trái này. Trừ 3v bình. Đây là trừ 6v. Trừ 6v nhân nhân 4 trừ v bình. Trừ 3v đúng không? Trừ 3v. Thế còn đây. Đây thì quy đồng lên này. Đấy, quy đồng lên. Đấy, xong là nhân vào đây. Đấy thì căn này nhân vào đây thì sẽ được 12 trừ 3v bình đúng không? Trừ mở ngoặc này. 12 sẽ trừ 3v bình. Đấy, căn này nhân với 1 thì vẫn bằng căn đúng không? Đấy. 4 trừ v bình. Đấy, căn này quy đồng lên đây. Nhân với 3, 3 căn này ra cái này. Đấy. Còn nhân với 1 thì được căn này đây. Đấy. Tiếp tục đến cái phân thức này nhân với ngoặc tròn này, đúng không? Đấy. Đấy, cái này nhân với cái này thì được trừ 6v đúng không? Cái này triệt tiêu mẫu hết này. Đây là trừ 6v. Đấy, thế còn cái, à không, đấy, cái này là để nguyên dưới mẫu, được chưa nhỉ? Để nguyên dưới mẫu. Cái này nhân với cái này thì được 6v nhân với căn đúng không? Đấy, nhân căn 4 trừ v bình. Đấy, còn cái này nhân với cái này thì được trừ 2v. Đấy, trừ 2v. Cái căn này cứ để yên để quy đồng với cái phân thức bên này, nó có căn giống nhau đúng không nhỉ? Đấy, căn giống nhau. Thì đẩy nó xuống dưới mẫu này. Đấy, 2v. Đấy, cái tử này nhân 1. Từ này nhân 1 thì được trừ 2v đây. Rồi. Đấy, tất cả sẽ trên chia cho cái căn này nhân với cái mẫu này bình đúng không? Đấy, bằng. Đấy. Căn này. Đấy, căn 4 trừ v bình này. Nhân với cả đấy, cái mẫu mẫu bình nhỉ. Đây, cái mẫu này bình. Đấy, thì bây giờ phá tiếp ngoặc tròn này. Đấy, phá tiếp ngoặc tròn này thì v bình đây là cộng 3v bình, đây trừ 3v bình là hết này. Đấy. Ở đây còn trừ 12 đúng không? Đây. Thế còn cái 6V này. Đấy, 6V này. Đây cũng có 6V căn đúng không? Đấy, có dấu trừ đằng trước đây thành cộng đúng không? Cộng này. Cộng đây trừ là triệt tiêu hết này. Đấy.
Thế còn đến trừ 3V này. Đấy, trừ 3V. Đây. Đây có trừ 2V. Với cả trừ đây thành cộng này. Trừ 3 cộng 2 thì còn trừ 1 đúng nhỉ? Đấy, trừ 1V đúng không? Đấy. Đấy, sẽ còn trừ V. Bây giờ thì viết dịch vào trong này. Đấy, trừ V này. Trừ 12. Đúng không? Trừ 12. Trừ 12. Hết rồi. Đấy, trên tử chỉ còn có thế này thôi. Đúng nhỉ? Đấy, chỉ còn có thế này thôi. Đấy. Mẫu thì là 4 trừ V bình này. Đấy. Đấy, nhân với cả. Đấy, nhân với cả cái ngoặc tròn này. Đúng không? Đấy. Đấy, V bình cộng 2 nhân 4 trừ V bình cộng 1. Đấy. Bình phương. Đấy. Đấy, h phẩy. Đấy, h phẩy bằng cái này. H phẩy bằng cái này thì nhỏ hơn 0 đúng không? Nhỏ hơn 0. Nhỏ hơn 0. Thế thì suy ra suy ra H sẽ lớn hơn H2 đúng không? Đấy, nghịch biến này. Nghịch biến. Lớn hơn H2. Kem thế 2 vào đây. Thì đây là được 1 này. Đấy, đây được 3 này. Đấy, 1 phần 3. Đấy, bé hơn HV. Đấy, và HV sẽ bé hơn H0. Thế 0 ở đây. 6 cộng 1 là 7. Đấy. Đây là 4 cộng 1 là 5 đúng không? 7 phần 5. Đấy, sẽ phải bé hơn 7 phần 5. Đấy. Đấy, đây là đây là H2 nhá. Đấy, đây là H2. Đấy, bé hơn HV. Đấy, và HV sẽ bé hơn H0. Đấy, thế thì đấy, suy ra suy ra M đúng không? Đấy, suy ra M này. Đấy, M ở đây là có dấu bằng đúng không? Có dấu bằng này. Có dấu bằng cho nên là có dấu bằng này. Có dấu bằng. Có dấu bằng. Đấy, sẽ có M lớn hơn hoặc bằng 2 trừ trừ đây đúng không? Là 10, 10 trừ 7 là 3 đúng nhỉ? Đấy sẽ là 3 phần 5. Đấy, thế còn là 2 trừ đây. 6 trừ 1 sẽ là 5 phần 3 đúng không? 5 phần 3. Đấy. Thế thì đây là A, đây là B đúng nhỉ? Đấy. Đấy, đây là A này. Đây là B. Đây A. Đây A bằng. Đây bằng B. Thế thì là 5A. 5A cộng 3B. Đấy, 5A cộng 3B sẽ bằng bằng 3 cộng cộng 5 đúng không?
Đấy, cộng 5. Đấy, thì sẽ được 8. Giá trị gì? Chính là C nhỉ. Các em sẽ có. Đấy là C. Ừ, đây chính là C. Đấy. Đấy, các em đã tìm được tổng 5A cộng 3B. Đấy, sẽ bằng 8. Đấy, thế là các em đã giải quyết xong câu 44. Thì hôm nay các em tạm dừng ở câu 44. Hôm sau các em làm tiếp nhé. Chào các em.